Thưa quý vị, tại trung tâm thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, thủ phủ trái cây của tỉnh Khánh Hòa, đã diễn ra lễ hội trái cây Khánh Sơn lần thứ 3. Đây là sự kiện quan trọng nhằm giới thiệu và quảng bá tiềm năng nông nghiệp và du lịch của huyện Khánh Sơn, là dịp để nông dân kết nối, cung cầu, hợp tác, liên kết, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, tiếp cận công nghệ mới và giới thiệu hình ảnh, con người, ẩm thực cũng như sản phẩm du lịch của huyện Khánh Sơn. Lễ hội kéo dài đến hết ngày mai 13 tháng 8 với nhiều hoạt động đặc sắc. Trong khuôn viên lễ hội có 60 gian hàng trưng bày các loại trái cây có giá trị kinh tế cao như sầu riêng, măng cụt, bưởi da xanh, mít nghệ, mía tím, cùng các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống của địa phương như gùi, nỏ, rượu cần. Sầu riêng Khánh Sơn vốn đã được vinh danh là thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam, tiếp tục khẳng định vị thế là cây trồng chủ lực của huyện.